chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nhé. Bí xanh là một vật phẩm lành rất là tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là mứt bí là một trong những loại mứt không thể thiếu cho những ngày Tết đến xuân về và những cái ngày Tết se lạnh đấy các bạn. Hôm nay thì hãy cùng mình làm món mứt bí ngon và đơn giản này nhé. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình và xem được những video tiếp theo của mình nữa nha. Trước tiên về chọn bí thì các bạn nên chọn quả mà quả nó già và ruột đặc nha các bạn. Quả rất là già như thế này nha, ít ruột nhưng lại rất là đặc. Bây giờ mình sẽ đi gọt và bỏ vỏ đi nhé. Đây là bí sau khi mà mình đã đi gọt vỏ và rửa sạch rồi đấy. Giờ mình sẽ đi thái miếng nhỏ nha. Mình sẽ bỏ cái phần ruột này đi nhé. Mình chuẩn bị một tô nước muối để ngâm bí nhé. Và cho một ít muối pha loãng vào thôi. Lắc cho muối tan đều nhé. Bí này thì mình sẽ thái miếng dài vừa ăn như thế này này. Thái xong mình sẽ cho vào một cái tô nước muối để ngâm luôn. Mình dùng tay rửa và bóp cho sạch đi nhé. Bóp cho hết cái phần nhựa bí các bạn. Thấy không, nước giờ bị đục đi rất là nhiều. Mình sẽ mót tầm 1 phút nha. Mót một lúc thì mình cảm giác tay mình đã nhớt nhớt rồi đấy các bạn, do cái phần nhựa của bí nó ra đấy. Được rồi đấy, bây giờ mình sẽ mang đi rửa lại bằng nước lạnh nha. Đây là bí sau khi mình rửa sạch. Giờ mình sẽ cho nước vôi vào để ngâm nha các bạn. Mình sẽ ngâm bí trong khoảng 6 đến 8 tiếng nhé. Đây là bí của mình sau khi mà mình ngâm được qua đêm này các bạn. Như vậy là mình đã ngâm được 8 tiếng rồi đấy. Các bạn nhìn này, miếng bí trong lại và cứng hơn ban đầu rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi rửa thật sạch lại bằng nước lạnh nha. Giờ mình sẽ đi trần bí nhé. Cho một thìa phèn chua vào, khuấy cho nó tan hết nha các bạn. Nước sôi hẳn như thế này thì mình sẽ cho bí vào để trần nha. Mình sẽ trần từ 1 đến 2 phút. Như vậy là được hơn một chút rồi đấy. Giờ mình sẽ vớt ra nhé. Giờ mình sẽ trần lại lần hai nha. Lần này mình trần không bằng nước thường thôi các bạn, mình sẽ không cho thêm phèn chua nữa nhé. Mình cũng trần trong vòng 1 đến 2 phút. Mình đã chuẩn bị sẵn một tô nước đá để ngâm bí sau khi mà trần hai lần nha. Mình sẽ ngâm bí trong nước đá trong vòng 8 đến 10 phút. Mục đích của việc ngâm nước đá là để làm cho bí của mình nó trực giòn và ngon hơn đấy. Bí của mình sau khi mà ngâm nước đá đây nha. Giờ thì mình sẽ mang đi phơi nắng nhé. Thời gian phơi nắng tầm 1 ngày. Phơi nắng thì mứt sẽ được dẻo và ngon hơn đấy các bạn. Đây là bí của mình sau khi mà phơi nắng được 1 ngày rồi nha. Giờ nó đã se lại. Bí của mình giờ nó đã se lại như thế này rồi này. Giờ mình sẽ đi ngâm nước đường nhé.
200g bí thì mình sẽ ngâm với 100g đường. Các bạn làm nhiều hơn thì mình cứ nhân tỷ lệ lên mà làm nhé. Giờ mình sẽ ngâm đường trong vòng 4 tiếng nhé. Đây là bí sau khi mà mình đã ngâm được 4 tiếng. Đường đã chảy hết ra rồi đấy các bạn. Những bí trong lại rất là nhiều này. Các bạn nhìn thấy miếng bí bây giờ nó đã rất là trong đúng không? Giờ mình sẽ mang đi xên nha. Mình xên bằng chảo chống dính đấy các bạn. Ban đầu thì các bạn để lửa to nhất cho nước đường của mình nó sôi nhá. Sau đó thì mình sẽ giảm mức lửa trung bình. Các bạn nhìn thấy nước đường đã đặc sệt sệt lại như thế này rồi thì mình sẽ cho lửa nhỏ nhất nhé. Tiếp tục đảo đều tay nha các bạn. Đến khi nước nó khô hẳn như thế này thì mình sẽ đảo mứt như thế này nhá. Nhấc lên rồi thả xuống. Đảo như vậy là để mứt của mình nó cách nhiệt, nó không bị cháy. Bước này khá là quan trọng đấy nhé các bạn. Giờ mình cho mấy giọt vani vào nha. Các bạn cho ít thôi vì cho nhiều vani nó sẽ bị đắng đấy. Tiếp tục đảo đều tay nha. Khi mà bắt đầu xuất hiện phân trắng như thế này thì mình sẽ tắt bếp đi nhé. Lúc này thì thực ra mứt của mình nó chưa thực sự khô hẳn đâu. Mà mình tiếp tục mình tắt và mình đảo khoảng 2 đến 3 phút nữa thì mứt của mình nó sẽ tự động khô lại đấy các bạn. Còn nếu mình cứ để thế mà mình sao tiếp thì nó sẽ bị cháy đấy. Giờ mứt của mình đã khô lại rồi này. Đường đã bám lên mứt rất là ngon. Như thế này là đã xong rồi đấy các bạn. Mình mang ra đĩa thôi nha. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món mứt bí đón Tết rồi đó. Các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nữa nhé.